Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn có thể thấy đây là pin của HTC U11 Plus đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Pin của HTC U11 Plus nó khác với U11 cái dung lượng pin. Dung lượng pin trên U11 Plus dung lượng rất là lớn, lên tới 3900 mAh. Với tên mã pin đây, các bạn đợi mình một chút, mình tìm tên mã pin của máy. Nó rất là khó đọc. Model của nó là G01, các bạn để ý. G011B-B. Đây là mã pin trên HTC U11 Plus. Khi bạn có nhu cầu thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên HTC U11 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99, di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình sửa chữa HTC U11 Plus nói chung và phần pin của HTC U11 Plus nói riêng thay mới với bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin, sửa lỗi ngay hết pin trên HTC U11 Plus, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Địa chỉ cung cấp pin, dịch vụ thay mới pin cho HTC U11 Plus hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.